Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với series tự học làm web bằng WordPress cơ bản của mình. Thì đây là cái video tiếp theo, mình sẽ nói về cái chủ đề là các thành phần cơ bản ở trên website. Ở video trước là các bạn đã thay đổi cái giao diện website của mình rồi đúng không ạ? Thì trong cái phần này mình sẽ nói sơ lược về các thành phần cơ bản. Thì bây giờ mình sẽ trình bày với các bạn bằng bằng cách là mình sẽ vẽ trên màn hình để các bạn chú ý theo dõi nha. Rồi, thì như các bạn thấy trên màn hình, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Đây, giả sử như đây là cái website của bạn. Đây. Giả sử như cái đây là cái website của các bạn. Thì lưu ý trên về cơ bản là cái website chúng ta thường là có 3 phần. Phần thứ nhất là phần đầu trang. Phần đầu trang là phần header. Phần thứ hai là phần body hay còn gọi là phần thân trang. Đây là phần body. Là thân trang. Và phần cuối cùng thì chắc chắn các bạn có thể biết rồi, đó là phần footer hay còn gọi là chân trang. Rồi. Như vậy thì bất kỳ website nào thông thường là nó sẽ có ba cái phần chính. Đó là phần đầu trang, phần body, thân trang và phần chân trang. Nếu như chúng ta nhìn từ trên xuống dưới. Còn nếu như các bạn nhìn từ trái sang phải của một cái website thì cái phần body nó sẽ được chia làm hai. Một bên này thì cái phần bên này nó sẽ được gọi là phần nội dung chính hay còn gọi là main content, tức là nội dung chính. Và cái cột nhỏ còn lại nó gọi là phần sidebar hay còn gọi là thanh sidebar. Rồi các bạn thấy, nếu như chúng ta nhìn từ trên xuống thì website có 3 phần: phần header, phần body và phần footer. Còn nhìn từ trái qua phải thì nó sẽ có phần main content và thanh sidebar. Thì đây là một cái giao diện blog thông thường chúng ta thường hay gặp nhất. Ở đây, phần main content và cái thanh sidebar có thể là nó thay đổi vị trí cho nhau. Ví dụ như là sidebar nó nằm ở bên phải và main content nó nằm ở bên trái thì cái đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà thông thường ở Việt Nam cũng như là các nước Á Đông thì chúng ta là thuận tay phải, cho nên là những cái gì mà liên quan về đường dẫn hay là những cái gì mà liên quan về click chuột, bấm chuột rồi call to action, tức là những cái nút kêu gọi hành động á, thì nó sẽ nằm ở trong sidebar. Và cái sidebar này nó nằm ở bên tay phải để mà chúng ta thuận tiện cho những cái người mà thuận tay phải họ sẽ dễ bấm vào hơn. Còn nhưng mà cái điều đó không hẳn là 100% ha, cũng tùy trường hợp và tùy tùy cái loại website nữa, chứ không phải đó là một cái chân lý chắc chắn 100%. Rồi bây giờ các bạn đã nắm được những cái thành phần cơ bản ở trên website mình rồi, thì bây giờ mình sẽ quay ra ở ngoài cái trang web của các bạn để mà chúng ta xem và chúng ta ánh xạ từ cái hình mình vẽ này sang website thực tế của các bạn, thì nó có những cái phần nào là header, phần nào là body và phần nào là footer. Rồi. Các bạn mở trình duyệt, chúng ta truy cập vào cái website của mình bằng cách là chúng ta gõ đường dẫn ở đây. Bạn nào sử dụng localhost thì chúng ta gõ là localhost 2.8080 WordPress. Bạn nào xem video hướng dẫn cài đặt WordPress trên hosting thì các bạn sẽ truy cập ở đây là cái tên miền của các bạn, thì cả cả hai đều ra cái giao diện y chang như vậy. Rồi. Bây giờ
phần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là phân biệt, cách phân biệt cái nào là header. Thì các bạn lưu ý cho mình một cái mẹo nhỏ hoặc là một cái key point nhỏ, đó là cái tiêu đề trang, tức là cái tiêu đề website và cái slogan nó nằm ở đâu thì cái phần header nó nằm tới đó. Các bạn lưu ý ha, cái này nó khác với cái việc mà mình nói cái logo ở đâu thì cái header ở đó, thì nó không đủ ha. Mình phải nói chính xác hơn là cái tiêu đề trang nó nằm ở đâu thì cái header nằm ở đó. Để đây các bạn hình dung, nếu như mà mình chụp màn hình, đây mình chụp màn hình cho các bạn dễ thấy nè. Rồi, như vậy thì cái phần header là cái phần này, đây, từ đây tới đây luôn, cho tới hết cái tấm hình này luôn, nó là phần header. Đây, mình vẽ nó thiếu. Đó, nguyên cái này là header nè. Rồi, ở dưới đây là body. Đây, nguyên cái này là body ha. Đây, từ đây tới đây và cho tới cuối cùng là body. Đó, đây là body nè. Thì body, phần body này nó sẽ có hai cột các bạn. Cột thứ nhất là size 3 và cái cột này. Cột thứ nhất là cột main content, tức là nội dung chính đó. Cột này là cột size 3. Thì kể từ bây giờ trở đi là mình sẽ nói tiếng Việt luôn ha các bạn. Mình không có nói là main content nữa mà mình sẽ nói là phần nội dung chính ha và phần size 3. Rồi. Rồi các bạn kéo xuống cuối cùng thì chắc chắn cái đám mà màu xám còn lại thì cái này, đây. Cái này nó chính là footer rồi, không còn đi đâu nữa ha. Chính xác là footer. Đó, cái phần mình bôi đỏ đây nó chính xác là footer. Rồi. Như vậy thì tới hiện tại các bạn đã biết được những cái thành phần nào ở trên cái trang blog của mình đang làm rồi đúng không? Rồi việc tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đăng bài viết bằng cách là chúng ta lấy nội dung từ trang blog.kimta.vn, tức là cái trang mà mình demo cho các bạn lần trước. Tại vì sao? Hiện tại là các bạn đang học, các bạn chưa có nhiều thời gian để mà chúng ta tự viết nội dung. Thực tế là những cái bài viết ở trên này các bạn, những bài viết trên này là chúng ta nên tự tay viết và không copy từ những cái nguồn khác có sẵn ở trên mạng. Nếu mà các bạn copy thì sẽ bị Google đánh giá rất thấp và cái trang web của bạn nó sẽ rất khó lên top Google, tức là khó lên cái vị trí tìm kiếm ở trên Google. Google đánh giá cao những cái nội dung nào mà chúng ta tự viết và nó phải unique, tức là cái nội dung đó nó không có bị trùng lặp với bất kỳ cái nội dung nào đã có ở trên Google. Nhưng mà trong cái thời lượng khóa học cũng như là trong cái quá trình hướng dẫn thực hành thì chúng ta sẽ làm những cái bước nào mà không cần thiết thì mình sẽ hướng dẫn các bạn copy. Ở video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn copy những cái bài viết ở bên này, khoảng 1 cho tới 3 bài ha, mình copy và mình hướng dẫn cho các bạn. Và sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái thành phần khác ở trong phần quản trị. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nếu các bạn có bất kỳ cái câu hỏi gì liên quan về các cái thành phần cơ bản ở trên website thì các bạn có thể bình luận ngay bên dưới video này, mình sẽ trả lời cho các bạn. Các bạn có thể bấm like video này hoặc share video này trên mạng xã hội và nhớ đăng ký subscribe kênh của mình để nhận những cái video mới nhất. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.